Tiền vệ Thành Lương của câu lạc bộ Hà Nội TNT đã nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2014. Đây là lần thứ 3 Thành Lương nhận danh hiệu này. Văn Quyết giành quả bóng bạc và Công Vinh giành quả bóng đồng. Ở danh hiệu của nữ, Tuyết Dung giành quả bóng vàng, Kiều Trinh nhận bóng bạc và quả bóng đồng thuộc về Minh Nguyệt. Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ Tuấn Anh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất là Hoài Lương của Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đạo Abbas của Bình Dương là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất mùa giải 2014.